Lực lượng hiện tại bây giờ thì cũng giống như mọi khi, mọi lần tập trung thì luôn luôn có những cầu thủ chấn thương. Công tác chuẩn bị thì cũng đã sẵn sàng rồi, nhưng mà vừa rồi thì có một số trường hợp lên cũng chấn thương và cũng đang bỏ ngỏ, chúng tôi cũng chưa biết như thế nào. Thứ nhất cái trường hợp Nguyễn Đăng Dương, Đăng Dương Viettel, thì vừa rồi câu lạc bộ Viettel cho Đà Nẵng mượn để bạn tập thì chấn thương. Trường hợp thứ hai Hoàng Minh Tiến của Hoàng Gia Lai cũng chấn thương. Trường hợp thứ ba là cầu thủ Quốc Trung của Sông Lam Nghệ An chấn thương. Ba trường hợp này là những cầu thủ rất là tốt của chúng ta. Tôi cũng chưa, đến giờ phút này tôi cũng chưa trả lời được là khi nào các bạn nó quay trở lại. Nó là một cái khó khăn, rất là khó khăn đối với U18 lần này. Thật ra từ đầu năm đến bây giờ thì U18 Việt Nam, ngoài trừ cái vòng chung kết U17 châu Á, thì các cầu thủ rất ít giải đấu. Và cái giải đấu này cũng hết sức quan trọng. Như chúng ta biết là cái định hướng liên đoàn không phải chỉ U23 không đâu. U19, U17 và tất cả các cái đội tuyển trẻ, nếu như chúng ta có một cái điều kiện thi đấu thì chúng ta đều tham gia. Và cái giải đấu này cũng vậy. Thì trong số cái U18 này chúng ta vẫn có rất nhiều cầu thủ vừa dự ASEAN ở cái tuổi 18. Và tôi nghĩ đây là một lần nữa là cũng là cơ hội cho các cầu thủ đó. Thật ra chúng ta phải không nên đem so sánh. Chúng ta định hướng lối chơi. Chúng ta hãy chơi những cái gì chúng ta chuẩn bị. Và tôi cũng trả lời vấn đề này rất là nhiều lần rồi. Và cái định hướng về cái lối chơi chung của đội tuyển quốc gia về mặt lâu dài chúng ta phải tiếp tục. Cũng có thể là một đối thủ rất mạnh, chúng ta không thể thể hiện được tất cả những gì chúng ta có, nhưng chúng ta buộc cũng phải làm theo và làm những cái gì tốt nhất có thể. Tôi nghĩ những cái câu chuyện mà truyền thông thì nó bình thường lắm. Và tất cả những cái vấn đề đó chúng tôi đã chuẩn bị trước cái giải đấu rồi. Chúng ta đã quyết định đưa một cái đội tuyển rất là trẻ, 18, 19, 20. Và các cầu thủ lớn tuổi 23, 4 tuổi hầu như là không vào sân. Chúng ta biết là kết quả nó không tốt. Thì chúng ta phải nhìn hai mặt của một vấn đề. Tại sao kết quả nó không tốt? Đầu tiên chúng ta nói về mặt chuyên môn. Bóng đá chúng ta nằm ở đâu ở khu vực châu Á? Hiện chúng ta đang xếp thứ hạng là 93 ở Gazat cùng bảng với là Ả Rập Saudi và Iran. Thì hai cái đội đấy, một đội đứng thứ 24 trên bảng xếp hạng FIFA, một đội đứng thứ 54, thì khoảng cách rất là xa. Thì cái kết quả không như mong đợi là cái điều chúng ta đã biết trước. Nhưng vấn đề chúng ta đúc kết, rút ra từ những giải đấu đó là cái gì? Khi chúng ta gặp một đối thủ lớn, chúng ta gặp một đối thủ mạnh, chúng ta gặp đối thủ toàn diện hơn, thì rõ ràng cái được nhiều hơn là cái mất. Được ở đây các cầu thủ được đánh giá thực tế khả năng của mình, được chơi với những cái đội bóng mạnh, được chơi với những cầu thủ kinh nghiệm, thậm chí có những cầu thủ chơi World Cup, các bạn biết rồi. Thì đó là bài học lớn mà chúng ta, tôi nghĩ là có lợi, mà cầu thủ đã, chúng tôi đã chuẩn bị cả cả ban huấn luyện chứ không phải là cầu thủ nữa. Và tất cả mọi thứ nằm trong dự định hết rồi. Mục tiêu đặt ra là vấn đề chuyên môn, giải quyết vấn đề chuyên môn như thế nào. Chúng ta có một cái bài học ở ASEAN, khi chúng ta đấu một đội mạnh hơn chúng ta phải làm gì, và mục tiêu chúng ta phải thay đổi ở đây không có nghĩa là thay đổi cái kết quả, nhưng thay đổi cái cách chơi như thế nào cho nó phù hợp khi chúng ta gặp một đối tượng mạnh như vậy. Chúng ta vẫn thường hỏi là bây giờ chơi phải kiểm soát bóng, nếu như đối tượng mạnh quá chúng ta làm như thế nào. Đó là cũng một câu hỏi. Và chúng tôi là cũng cố gắng tạo điều kiện cầu thủ phải đa dạng hơn, phải thích nghi nhiều cách chơi hơn. Chứ không thể mà chúng ta nói mà Việt Nam đang đứng 93 trong các bảng xếp hạng FIFA, chơi kiểm soát bóng những đội bóng mạnh, nó thật là không thực tế. Nhưng cái định hướng chúng ta là như vậy, cố gắng tốt nhất có thể. Và vấn đề đặt ra cho các cầu thủ là giải quyết vấn đề chuyên môn. Các bạn ấy phải vượt qua chính mình, phải chơi tốt nhất cái khả năng của mình là tối thiểu, và buộc các bạn phải cố gắng làm sao vượt qua khả năng của mình hơn 100% nữa. Về Công Phương thì tôi cũng cố gắng tạo điều kiện Công Phương và nói cho rõ hơn là không chỉ riêng Công Phương đâu. Nói chúng ta thấy rất nhiều cầu thủ dưới lứa tuổi quy định ở các cái giải đấu được tham gia. Các bạn nên nhớ Long Vũ thi đấu U23 Đông Nam Á mới 17 tuổi. Hoặc là sắp tới đây chúng ta sẽ có thủ môn mới 17 tuổi nữa, Bảo Ngọc,
ví dụ như thế. Không riêng Công Phương, nhưng riêng trường hợp Công Phương chúng ta thấy là Công Phương phát triển cũng rất là ổn định. Chúng ta thấy năm vừa qua Công Phương tham gia cái U17, tham gia cái U19, có những cái danh hiệu cá nhân, cầu thủ xuất sắc, v.v. Đó, một cái sự ổn định. Và tôi cũng đã trả lời rất nhiều lần là nhiệm vụ của tôi là đào tạo và làm sao cho các cầu thủ có những cái điều kiện tốt nhất, họ hoàn thiện mình. Khi có lên có cơ hội lên đội tuyển quốc gia thì họ sẽ đáp ứng được những cái yêu cầu huấn luyện viên trưởng. Và Công Phương là nằm một trong số đó.